xin chào các bạn nha. Hello 1234. Đây. Hôm trước là mình đã hướng dẫn cho các bạn là vẽ tranh phong cảnh quê hương nha các bạn. Chủ đề đề tài quê hương nha. Thì trong video lần này là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vẽ tranh. Vẽ tranh là đề tài khác nha các bạn, không phải đề tài quê hương. Mà vẽ tranh về chủ đề là thiên nhiên nha. Đó. Vẽ tranh về chủ đề thiên nhiên nha các bạn. Chia ra bên này là những cái rừng cây cao nè, to nè, đó để dưới cây cổ thụ. Cái cây cổ thụ này cây to nha, mình sẽ chia ra ở dưới đây là trong rừng là sẽ có một cái dòng suối nha. Đây, dòng suối đây, cái cây này bên suối nè, rồi bên những mí suối thì nó sẽ có những cái cây cỏ nha. Đó, cây cỏ mọc quanh bìa suối. Suối có nước thì nó sẽ có mấy con cá. Con cá bơi dưới suối nè. Bên này là sẽ có những cái bụi hoa. Sẽ có những cái hoa. Là con đường. Đường quanh suối. Thì có những cái hoa mọc đây. Đường.
thiên nhiên nha, có rừng nè, có cây nè, có hoa nè, có cỏ nè, có cá nè đó. Rồi trên bầu trời thì có mấy con chim bay nè. Trong thiên nhiên phong cảnh nha, bạn nào thích là có thể học để theo nha. Bye bye các bạn. Hello hello, xin chào các bạn nha. Hello 1 2 3 4. Hôm trước là mình đã hướng dẫn cho các bạn là vẽ tranh phong cảnh quê hương nha các bạn, chủ đề đề tài quê hương nha. Thì trong video lần này là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vẽ tranh. Vẽ tranh là đề tài khác nha các bạn, không phải đề tài quê hương, mà vẽ tranh về chủ đề là thiên nhiên nha. Đó. Tranh về chủ đề thiên nhiên nha các bạn. Rồi. Đầu tiên là mình sẽ vẽ về mấy cái cây nha. Thiên nhiên là phải có cái cây cối đúng không? Rồi mình sẽ chia ra. Bên này là những cái rừng cây cao nè, to nè. Đó, vẽ dưới cây cổ thụ. Đây, bên này bức tranh này mình sẽ vẽ dưới cây cổ thụ to nha. Đây, đó. Cái cây cổ thụ này cây to nha. Mình sẽ chia ra dưới đây là trong rừng là sẽ có một cái dòng suối nha. Đây, dòng suối đây, cái cây này bên suối nè. Rồi bên những bí suối thì nó sẽ có những cái cây cỏ nha. Đó, cây cỏ mọc quanh bìa suối. Suối là có những cây cỏ mọc bay nha. Đó, suối là có nước nè. Rồi suối có nước thì nó sẽ có mấy con cá. Sẽ có một vài con cá nha. Đây. Đó, suối nó có mấy con cá bơi dưới suối nè. Bên này là sẽ có những cái bụi hoa. Nó sẽ có những cái hoa. Là con đường. Đường quanh suối. Thì có những cái hoa mọc đây.
trên một con đường. Thiên nhiên nha, có rừng nè, có cây nè, có hoa nè, có cỏ nè, có cá nè, đó. Rồi trên bầu trời thì có mấy con chim bay nè. Đây là bức tranh thiên nhiên phong cảnh nha. Bạn nào thích là có thể học để thêm nha. Bye bye các bạn. Xin chào các bạn nha. Hello 1234. Đây. Hôm trước là mình đã hướng dẫn cho các bạn là vẽ tranh phong cảnh quê hương nha các bạn. Chủ đề đề tài quê hương nha. Thì trong video lần này là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vẽ tranh. Vẽ tranh là đề tài đề tài khác nha các bạn, không phải đề tài quê hương, mà vẽ tranh về chủ đề là thiên nhiên nha. Đó. Vẽ tranh về chủ đề thiên nhiên nha các bạn. Sẽ chia ra. Bên này là những cái rừng cây cao nè, to nè, đó, để dưới cây cổ thụ. Bên này bức tranh là mình sẽ vẽ những cây cổ thụ to nha. Đây. Cái cây cổ thụ này cây to nha, mình sẽ chia ra ở dưới đây là trong rừng là sẽ có một cái dòng suối nha. Đây, dòng suối đây, cái cây này bên suối nè, rồi bên những bí suối thì nó sẽ có những cái cây cỏ nha. Đó. Cây cỏ mọc quanh bìa suối. Suối là có những cây cỏ mọc bay nha. Đó, suối là có nước này. Rồi suối có nước thì nó sẽ có mấy con cá. Con cá nha.
con cá bơi dưới suối nè. Và bên này là sẽ có những cái bụi hoa. Sẽ có những cái hoa. Là con đường. Đường quanh suối. Thì có những cái hoa mọc đây. Thiên nhiên nha, có rừng nè, có cây nè, có hoa nè, có cỏ nè, có cá nè, đó. Rồi trên bầu trời thì có mấy con chim bay nè. Một bức tranh thiên nhiên phong cảnh nha. Bạn nào thích là có thể học để theo nha. Bye bye các bạn. Xin chào các bạn nha. Vô 124. Đây. Hôm trước là mình đã hướng dẫn cho các bạn là vẽ tranh phong cảnh quê hương nha các bạn. Chủ đề đề tài quê hương nha. Thì trong video lần này là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vẽ tranh. Vẽ tranh là đề tài đề tài khác nha các bạn, không phải đề tài quê hương, mà vẽ tranh về chủ đề là thiên nhiên nha. Đó. Vẽ tranh về chủ đề thiên nhiên nha các bạn. Sẽ chia ra. Bên này là những cái rừng cây cao nè, to nè, đó, vẽ dưới cây cổ thụ. Đây. Bên này bức tranh này mình sẽ vẽ dưới cây cổ thụ to nha. Đây. Cây cổ thụ này cây to nha. Mình sẽ chia ra dưới đây là trong rừng là sẽ có một cái dòng suối nha. Đây dòng suối đây, cái cây này bên suối nè. Rồi
Và những bí suối thì nó sẽ có những cái cây cỏ nha. Đó. Cây cỏ mọc quanh bìa suối. Suối cá nước thì nó sẽ có mấy con cá. Suối nó có mấy con cá bơi dưới suối nè. Bên này sẽ có những cái bụi hoa. Nó sẽ có những cái hoa. Là con đường. Đường quanh suối. Thì có những cái hoa mọc đây. Thiên nhiên nha, có rừng, có cây nè, có hoa nè, có cỏ nè, có cá nè, đó. Rồi trên bầu trời thì có mấy con chim bay nè. Đây là bức tranh thiên nhiên phong cảnh nha. Bạn nào thích là có thể học kỹ thêm nha. Bye bye các bạn. Xin chào các bạn nha. Hello 1234. Đây. Hôm trước là mình đã hướng dẫn cho các bạn là vẽ tranh phong cảnh quê hương nha các bạn. Chủ đề đề tài quê hương nha. Thì trong video lần này là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vẽ tranh. Vẽ tranh là đề tài đề tài khác nha các bạn, không phải đề tài quê hương, mà vẽ tranh về chủ đề là thiên nhiên nha. Đó. Vẽ tranh về chủ đề thiên nhiên nha các bạn. Đầu tiên là mình sẽ
Vẽ về mấy cái cây nha. Thiên nhiên là phải có cái cây cối đúng không? Rồi mình sẽ chia ra. Bên này là những cái rừng cây cao nè, to nè. Đó, vẽ dưới cây cổ thụ. Đây. Bên này bức tranh là mình sẽ vẽ mấy cái cổ thụ to nha. Đây. Đó. Cái cây cổ thụ này cây to nha, mình sẽ chia ra ở dưới đây là trong rừng là sẽ có một cái dòng suối nha. Đây, dòng suối đây, cái cây này bên suối nè. Rồi bên những bí suối thì nó sẽ có những cái cây cỏ nha. Đó, cây cỏ mọc quanh bìa suối. Suối là có những cây cỏ mọc đây nha. Đó, suối là có nước này. Rồi suối có nước thì nó sẽ có mấy con cá. Sẽ có một vài con cá nha. Đây. À, suối nó có mấy con cá bơi dưới suối nè. Bên này là sẽ có những cái bụi hoa. Nó sẽ có những cái hoa. Đây là con đường. Đường quanh suối. Thì có những cái hoa mọc đây. Đây, cái hoa mọc như các bạn mọc xung quanh con đường. Thiên nhiên nha, có rừng mà có cây nè, có hoa nè, có cỏ nè, có cá nè, đó. Rồi trên bầu trời thì có mấy con chim bay nè. Một bức tranh thiên nhiên phong cảnh nha. Bạn nào thích là có thể học vẽ theo nha. Bye bye các bạn.
xin chào các bạn nha. Dương 124. Hôm trước là mình đã hướng dẫn cho các bạn là vẽ tranh phong cảnh quê hương nha các bạn. Chủ đề đề tài quê hương nha. Thì trong video lần này là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vẽ tranh. Vẽ tranh là đề tài khác nha các bạn, không phải đề tài quê hương. Mà vẽ tranh về chủ đề là thiên nhiên nha. Vẽ tranh về chủ đề thiên nhiên nha các bạn. Chia ra bên này là những cái rừng cây cao nè, to nè, đó vẽ dưới cây cổ thụ. Bên này bức tranh này mình sẽ vẽ dưới cây cổ thụ to nha. Đây. Cái cây cổ thụ này cây to nha. Mình sẽ chia ra dưới đây là trong rừng là sẽ có một cái dòng suối nha. Đây dòng suối, đây cái cây này bên suối nè. Rồi bên những bí suối thì nó sẽ có những cái cây cỏ nha. Đó, cây cỏ mọc quanh bìa suối. Suối là có những cây cỏ mọc bay nha. Đó, suối là có nước nè. Rồi suối có nước thì nó sẽ có mấy con cá. Suối nó có mấy con cá bơi dưới suối nè. Bên này là sẽ có những cái bụi hoa. Nó sẽ có những cái hoa. Là con đường. Đường quanh suối. Thì có những cái hoa mọc đây.
thiên nhiên nha, có rừng nè, có cây nè, có hoa nè, có cỏ nè, có cá nè đó. Rồi trên bầu trời thì có mấy con chim bay nè. Trong thiên nhiên phong cảnh nha, bạn nào thích là có thể học để thêm nha. Bye bye các bạn. Hello hello, xin chào các bạn nha. Hello 1234. Hôm trước là mình đã hướng dẫn cho các bạn là vẽ tranh phong cảnh quê hương nha các bạn, chủ đề đề tài quê hương nha. Thì trong video lần này là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vẽ tranh. Vẽ tranh là đề tài khác nha các bạn, không phải đề tài quê hương, mà vẽ tranh về chủ đề là thiên nhiên nha. Đó. Tranh về chủ đề thiên nhiên nha các bạn. Rồi. Đầu tiên là mình sẽ vẽ về mấy cái cây nha. Thiên nhiên là phải có cái cây cối đúng không? Rồi mình sẽ chia ra. Bên này là những cái rừng cây cao nè, to nè. Đó, vẽ dưới cây cổ thụ. Đây, bên này bức tranh là mình sẽ vẽ dưới cây cổ thụ to nha. Đây, đó. Cái cây cổ thụ này cây to nha, mình sẽ chia ra ở dưới đây là trong rừng là sẽ có một cái dòng suối nha. Đây, dòng suối đây, cái cây này bên suối nè. Rồi bên những bí suối thì nó sẽ có những cái cây cỏ nha. Đó, cây cỏ mọc quanh bìa suối. Suối là có những cây cỏ mọc bay nha. Đó, suối là có nước này. Rồi suối có nước thì nó sẽ có mấy con cá. Sẽ có một vài con cá nha. Đây. À, suối nó có mấy con cá bơi dưới suối nè. Bên này là sẽ có những cái bụi hoa. Nó sẽ có những cái hoa. Đây là con đường. Đường quanh suối. Thì có những cái hoa mọc đây.
ăn là thiên nhiên nha, có rừng nè, có cây nè, có hoa nè, có cỏ nè, có cá nè đó. Rồi trên bầu trời thì có mấy con chiên bay nè. Trong thiên nhiên phong cảnh nha, bạn nào thích là có thể học để theo nha. Bye bye các bạn. Hello hello, xin chào các bạn nha. Hello 1 2 3 4. Hôm trước là mình đã hướng dẫn cho các bạn là vẽ tranh phong cảnh quê hương nha các bạn. Chủ đề đề tài quê hương nha. Thì trong video lần này là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vẽ tranh. Vẽ tranh là đề tài khác nha các bạn, không phải đề tài quê hương, mà vẽ tranh về chủ đề là thiên nhiên nha. Đó. Tranh về chủ đề thiên nhiên nha các bạn. Rồi. Đầu tiên là mình sẽ vẽ về mấy cái cây nha. Thiên nhiên là phải có cái cây cối đúng không? Rồi mình sẽ chia ra. Bên này là những cái rừng cây cao nè, to nè. Đó, vẽ dưới cây cổ thụ. Đây, bên này bức tranh này mình sẽ vẽ dưới cây cổ thụ to nha. Đây, đó. Cái cây cổ thụ này cây to nha, mình sẽ chia ra dưới đây là trong rừng là sẽ có một cái dòng suối nha. Đây, dòng suối đây, cái cây này bên suối nè. Rồi bên những bí suối thì nó sẽ có những cái cây cỏ nha. Đó, cây cỏ mọc quanh bìa suối. Suối là có những cây cỏ mọc bay nha. Đó, suối là có nước nè. Rồi suối có nước thì nó sẽ có mấy con cá. Sẽ có một vài con cá nha. Đây. Đó, suối nó có mấy con cá bơi dưới suối nè. Bên này là sẽ có những cái bụi hoa. Nó sẽ có những cái hoa. Là con đường. Đường quanh suối. Thì có những cái hoa mọc đây.
con học với các bạn một số con đường. Thiên nhiên nha, có rừng nè, có cây nè, có hoa nè, có cỏ nè, có cá nè, đó. Rồi trên bầu trời thì có mấy con chim bay nè. Đây là bức tranh thiên nhiên phong cảnh nha. Bạn nào thích là có thể học kỹ thêm nha. Bye bye các bạn. Xin chào các bạn nha. Hello 1234. Đây. Hôm trước là mình đã hướng dẫn cho các bạn là vẽ tranh phong cảnh quê hương nha các bạn. Chủ đề đề tài quê hương nha. Thì trong video lần này là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vẽ tranh. Vẽ tranh là đề tài đề tài khác nha các bạn, không phải đề tài quê hương, mà vẽ tranh về chủ đề là thiên nhiên nha. Đó. Vẽ tranh về chủ đề thiên nhiên nha các bạn. Sẽ chia ra bên này là những cái rừng cây cao nè, to nè, đó để dưới cây cổ thụ. Cái cây cổ thụ này cây to nha, mình sẽ chia ra ở dưới đây là trong rừng là sẽ có một cái dòng suối nha. Đây, dòng suối đây, cái cây này bên suối nè, rồi bên những bí suối thì nó sẽ có những cái cây cỏ nha. Đó. Cây cỏ mọc quanh bìa suối. Suối có nước thì nó sẽ có mấy con cá. Nó sẽ có một vài con cá nữa.
cái con cá bơi dưới suối nè. Và bên này là sẽ có những cái bụi hoa. Nó sẽ có những cái hoa. Đây là con đường. Đường quanh suối. Thì có những cái hoa mọc đây. Thiên nhiên nha, có rừng nè, có cây nè, có hoa nè, có cỏ nè, có cá nè, đó. Rồi trên bầu trời thì có mấy con chim bay nè. Một bức tranh thiên nhiên phong cảnh nha. Vậy là chúc là có thể học dễ theo nha. Bye bye các bạn. Xin chào các bạn nha. Vô 124. Đây. Hôm trước là mình đã hướng dẫn cho các bạn là vẽ tranh phong cảnh quê hương nha các bạn. Chủ đề đề tài quê hương nha. Thì trong video lần này là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vẽ tranh. Vẽ tranh là đề tài đề tài khác nha các bạn, không phải đề tài quê hương, mà vẽ tranh về chủ đề là thiên nhiên nha. Đó. Vẽ tranh về chủ đề thiên nhiên nha các bạn. Sẽ chia ra. Bên này là những cái rừng cây cao nè, to nè, đó, vẽ dưới cây cổ thụ. Đây. Bên này bức tranh này mình sẽ vẽ dưới cây cổ thụ to nha. Đây. Cây cổ thụ này cây to nha. Mình sẽ chia ra dưới đây là trong rừng là sẽ có một cái dòng suối nha. Đây dòng suối, đây cái cây này bên suối nè. Rồi
Và những bí suối thì nó sẽ có những cái cây cỏ nha. Đó. Cây cỏ mọc quanh bìa suối. Suối cá nước thì nó sẽ có mấy con cá. Suối nó có mấy con cá bơi dưới suối nè. Bên này sẽ có những cái bụi hoa. Nó sẽ có những cái hoa. Là con đường. Đường quanh suối. Thì có những cái hoa mọc đây. Thiên nhiên nha, có rừng, có cây nè, có hoa nè, có cỏ nè, có cá nè, đó. Rồi trên bầu trời thì có mấy con chim bay nè. Đây là bức tranh thiên nhiên phong cảnh nha. Bạn nào thích là có thể học kỹ thêm nha. Bye bye các bạn. Xin chào các bạn nha. Hello 1234. Đây. Hôm trước là mình đã hướng dẫn cho các bạn là vẽ tranh phong cảnh quê hương nha các bạn. Chủ đề đề tài quê hương nha. Thì trong video lần này là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vẽ tranh. Vẽ tranh là đề tài đề tài khác nha các bạn, không phải đề tài quê hương, mà vẽ tranh về chủ đề là thiên nhiên nha. Đó. Vẽ tranh về chủ đề thiên nhiên nha các bạn. Đầu tiên là mình sẽ
vẽ về mấy cái cây nha. Thiên nhiên là phải có cái cây cối đúng không? Rồi mình sẽ chia ra. Bên này là những cái rừng cây cao nè, to nè. Đó, vẽ dưới cây cổ thụ. Đây. Bên này bức tranh là mình sẽ vẽ mấy cái cổ thụ to nha. Đây. Đó. Cái cây cổ thụ này cây to nha, mình sẽ chia ra ở dưới đây là trong rừng là sẽ có một cái dòng suối nha. Đây, dòng suối đây, cái cây này bên suối nè. Rồi bên những bí suối thì nó sẽ có những cái cây cỏ nha. Đó, cây cỏ mọc quanh bìa suối. Suối là có những cây cỏ mọc đây nha. Đó, suối là có nước này. Rồi suối có nước thì nó sẽ có mấy con cá. Sẽ có một vài con cá nha. Đây. À, suối nó có mấy con cá bơi dưới suối nè. Bên này là sẽ có những cái bụi hoa. Nó sẽ có những cái hoa. Đây là con đường. Đường bên suối. Thì có những cái hoa mọc đây. Đây, cái hoa mọc như các bạn mọc xung quanh con đường. Thiên nhiên nha, có rừng mà có cây nè, có hoa nè, có cỏ nè, có cá nè, đó. Rồi trên bầu trời thì có mấy con chim bay nè. Một bức tranh thiên nhiên phong cảnh nha. Bạn nào thích là có thể học vẽ theo nha. Bye bye các bạn.
xin chào các bạn nha. Dương 1, 2, 3, 4. Đây. Hôm trước là mình đã hướng dẫn cho các bạn là vẽ tranh phong cảnh quê hương nha các bạn. Chủ đề đề tài quê hương nha. Thì trong video lần này là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vẽ tranh. Vẽ tranh là đề tài khác nha các bạn, không phải đề tài quê hương. Mà vẽ tranh về chủ đề là thiên nhiên nha. Đó. Vẽ tranh về chủ đề thiên nhiên nha các bạn. Chia ra bên này là những cái rừng cây cao nè, to nè, đó vẽ dưới cây cổ thụ, đây bên này bức tranh này mình sẽ vẽ dưới cây cổ thụ to nha. Đây. Cái cây cổ thụ này cây to nha, mình sẽ chia ra dưới đây là trong rừng là sẽ có một cái dòng suối nha. Đây dòng suối, đây cái cây này bên suối nè, rồi bên những mí suối thì nó sẽ có những cái cây cỏ nha. Đó. Cây cỏ mọc quanh bìa suối. Suối là có những cây cỏ mọc bay nha. Đó, suối là có nước nè. Rồi suối có nước thì nó sẽ có mấy con cá. Suối nó có mấy con cá bơi dưới suối nè. Bên này là sẽ có những cái bụi hoa. Nó sẽ có những cái hoa. Là con đường. Đường quanh suối. Thì có những cái hoa mọc đây.
trời thì có mấy con chiên bay nè. Đây là bức tranh thiên nhiên phong cảnh nha. Đây là chút là có thể học để thêm nha. Bye bye các bạn. Xin chào các bạn nha. Hello 1234. Đây. Hôm trước là mình đã hướng dẫn cho các bạn là vẽ tranh phong cảnh quê hương nha các bạn. Chủ đề đề tài quê hương nha. Thì trong video lần này là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vẽ tranh. Vẽ tranh là đề tài đề tài khác nha các bạn, không phải đề tài quê hương, mà vẽ tranh về chủ đề là thiên nhiên nha. Đó. Vẽ tranh về chủ đề thiên nhiên nha các bạn. Sẽ chia ra. Bên này là những cái rừng cây cao nè, to nè, đó, để dưới cây cổ thụ. Bên này bức tranh là mình sẽ vẽ những cây cổ thụ to nha. Đây. Cái cây cổ thụ này cây to nha, mình sẽ chia ra ở dưới đây là trong rừng là sẽ có một cái dòng suối nha. Đây, dòng suối đây, cái cây này bên suối nè, rồi bên những bí suối thì nó sẽ có những cái cây cỏ nha. Đó. Cây cỏ mọc quanh bìa suối. Suối là có những cây cỏ mọc bay nha. Đó, suối là có nước nè. Rồi suối có nước thì nó sẽ có mấy con cá. Suối nó có mấy con cá bơi dưới suối nè. Bên này là sẽ có những cái bụi hoa. Nó sẽ có những cái hoa. Là con đường. Đường quanh suối. Thì có những cái hoa mọc đây. Thank you.
cỏ này, cho cá này. Đó. Rồi trên bầu trời thì có mấy con chim bay nè. Trong thiên nhiên phong cảnh nha. Bạn nào thích là có thể học để theo nha. Bye bye các bạn. Hello hello, xin chào các bạn nha. Hello 1 2 3 4. Hôm trước là mình đã hướng dẫn cho các bạn là vẽ tranh phong cảnh quê hương nha các bạn, chủ đề đề tài quê hương nha. Thì trong video lần này là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vẽ tranh. Vẽ tranh là đề tài khác nha các bạn, không phải đề tài quê hương, mà vẽ tranh về chủ đề là thiên nhiên nha. Đó. Tranh về chủ đề thiên nhiên nha các bạn. Rồi. Đầu tiên là mình sẽ vẽ về mấy cái cây nha. Thiên nhiên là với các cái cây cối đúng không? Rồi mình sẽ chia ra. Bên này là những cái rừng cây cao nè, to nè. Đó, vẽ dưới cây cổ thụ. Đây, bên này bức tranh này mình sẽ vẽ dưới cây cổ thụ to nha. Đây, đó. Cái cây cổ thụ này cây to nha. Mình sẽ chia ra dưới đây là trong rừng là sẽ có một cái dòng suối nha. Đây, dòng suối đây, cái cây này bên suối nè. Rồi bên những mí suối thì nó sẽ có những cái cây cỏ nha. Đó, cây cỏ mọc quanh bìa suối. Suối này có những cây cỏ mọc bay nha. Đó, suối là có nước nè. Rồi suối có nước thì nó sẽ có mấy con cá. Sẽ có một vài con cá này. Đây. Đó, suối nó có mấy con cá bơi dưới suối nè. Bên này là sẽ có những cái bụi hoa. Nó sẽ có những cái hoa. Là con đường. Đường quanh suối. Thì có những cái hoa mọc đây.
mặt xung quanh con đường. Là thiên nhiên nha, có rừng nè, có cây nè, có hoa nè, có cỏ nè, có cá nè, đó. Rồi trên bầu trời thì có mấy con chim bay nè. Đây là bức tranh thiên nhiên phong cảnh nha. Bạn nào thích là có thể học kỹ thêm nha. Bye bye các bạn. Xin chào các bạn nha. Hello 1234. Đây. Hôm trước là mình đã hướng dẫn cho các bạn là vẽ tranh phong cảnh quê hương nha các bạn. Chủ đề đề tài quê hương nha. Thì trong video lần này là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vẽ tranh. Vẽ tranh là đề tài đề tài khác nha các bạn, không phải đề tài quê hương, mà vẽ tranh về chủ đề là thiên nhiên nha. Đó. Vẽ tranh về chủ đề thiên nhiên nha các bạn. Sẽ chia ra bên này là những cái rừng cây cao nè, to nè, đó để dưới cây cổ thụ. Cái cây cổ thụ này cây to nha, mình sẽ chia ra ở dưới đây là trong rừng là sẽ có một cái dòng suối nha. Đây, dòng suối đây, cái cây này bên suối nè, rồi bên những bí suối thì nó sẽ có những cái cây cỏ nha. Đó. Cây cỏ mọc quanh bìa suối. Suối có nước thì nó sẽ có mấy con cá. Nó sẽ có một vài con cá nữa.
có mấy con cá bơi dưới suối nè. Ở bên này là sẽ có những cái bụi hoa. Nó sẽ có những cái hoa. Đây là con đường. Đường quanh suối. Thì có những cái hoa mọc đây. Thiên nhiên nha, có rừng nè, có cây nè, có hoa nè, có cỏ nè, có cá nè, đó. Rồi trên bầu trời thì có mấy con chim bay nè. Một bức tranh thiên nhiên phong cảnh nha. Bạn nào thích là có thể học để theo nha. Bye bye các bạn. Xin chào các bạn nha. Vô 124. Đây. Hôm trước là mình đã hướng dẫn cho các bạn là vẽ tranh phong cảnh quê hương nha các bạn. Chủ đề đề tài quê hương nha. Thì trong video lần này là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vẽ tranh. Vẽ tranh là đề tài đề tài khác nha các bạn, không phải đề tài quê hương, mà vẽ tranh về chủ đề là thiên nhiên nha. Đó. Vẽ tranh về chủ đề thiên nhiên nha các bạn. Sẽ chia ra. Bên này là những cái rừng cây cao nè, to nè, đó, vẽ dưới cây cổ thụ. Đây. Bên này bức tranh này mình sẽ vẽ dưới cây cổ thụ to nha. Đây. Cây cổ thụ này cây to nha. Mình sẽ chia ra dưới đây là trong rừng là sẽ có một cái dòng suối nha. Đây dòng suối đây, cái cây này bên suối nè. Rồi
Và những bí suối thì nó sẽ có những cái cây cỏ nha. Đó. Cây cỏ mọc quanh bìa suối. Suối cá nước thì nó sẽ có mấy con cá. Suối nó có mấy con cá bơi dưới suối nè. Ở bên này sẽ có những cái bụi hoa. Nó sẽ có những cái hoa. Là con đường. Đường quanh suối. Thì có những cái hoa mọc đây. Thiên nhiên nha, có rừng, có cây nè, có hoa nè, có cỏ nè, có cá nè, đó. Rồi trên bầu trời thì có mấy con chim bay nè. Đây là bức tranh thiên nhiên phong cảnh nha. Bạn nào thích là có thể học kỹ thêm nha. Bye bye các bạn. Xin chào các bạn nha. Hello 1234. Đây. Hôm trước là mình đã hướng dẫn cho các bạn là vẽ tranh phong cảnh quê hương nha các bạn. Chủ đề đề tài quê hương nha. Thì trong video lần này là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vẽ tranh. Vẽ tranh là đề tài đề tài khác nha các bạn, không phải đề tài quê hương, mà vẽ tranh về chủ đề là thiên nhiên nha. Đó. Vẽ tranh về chủ đề thiên nhiên nha các bạn. Đầu tiên là mình sẽ
vẽ về mấy cái cây nha. Thiên nhiên là phải có cái cây cối đúng không? Rồi mình sẽ chia ra. Bên này là những cái rừng cây cao nè, to nè. Đó, vẽ dưới cây cổ thụ. Đây. Bên này bức tranh là mình sẽ vẽ mấy cái cổ thụ to nha. Đây. Đó. Cái cây cổ thụ này cây to nha, mình sẽ chia ra ở dưới đây là trong rừng là sẽ có một cái dòng suối nha. Đây, dòng suối đây, cái cây này bên suối nè. Rồi bên những bí suối thì nó sẽ có những cái cây cỏ nha. Đó, cây cỏ mọc quanh bìa suối. Suối là có những cây cỏ mọc đây nha. Đó, suối là có nước này. Rồi suối có nước thì nó sẽ có mấy con cá. Sẽ có một vài con cá nha. Đây. À, suối nó có mấy con cá bơi dưới suối nè. Bên này là sẽ có những cái bụi hoa. Nó sẽ có những cái hoa. Đây là con đường. Đường bên suối. Thì có những cái hoa mọc đây. Đây, cái hoa mọc như các bạn mọc xung quanh con đường. Thiên nhiên nha, có rừng mà có cây nè, có hoa nè, có cỏ nè, có cá nè, đó. Rồi trên bầu trời thì có mấy con chim bay nè. Một bức tranh thiên nhiên phong cảnh nha. Bạn nào thích là có thể học vẽ theo nha. Bye bye các bạn.
chào các bạn nha. Dương 1, 2, 3, 4. Hôm trước là mình đã hướng dẫn cho các bạn là vẽ tranh phong cảnh quê hương nha các bạn. Chủ tài đề tài quê hương nha. Thì trong video lần này là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vẽ tranh. Vẽ tranh là đề tài khác nha các bạn, không phải đề tài quê hương. Mà vẽ tranh về chủ đề là thiên nhiên nha. Đó. Vẽ tranh về chủ đề thiên nhiên nha các bạn. Chia ra bên này là những cái rừng cây cao nè, to nè, đó vẽ dưới cây cổ thụ. Bên này bức tranh này mình sẽ vẽ dưới cây cổ thụ to nha. Đây. Cái cây cổ thụ này cây to nha. Mình sẽ chia ra dưới đây là trong rừng là sẽ có một cái dòng suối nha. Đây dòng suối, đây cái cây này bên suối nè. Rồi bên những bí suối thì nó sẽ có những cái cây cỏ nha. Đó, cây cỏ mọc quanh bìa suối. Suối là có những cây cỏ mọc bay nha. Đó, suối là có nước nè. Rồi suối có nước thì nó sẽ có mấy con cá. Suối nó có mấy con cá bơi dưới suối nè. Bên này là sẽ có những cái bụi hoa. Nó sẽ có những cái hoa. Là con đường. Đường quanh suối. Thì có những cái hoa mọc đây.
thiên nhiên nha, có rừng nè, có cây nè, có hoa nè, có cỏ nè, có cá nè đó. Rồi trên bầu trời thì có mấy con chim bay nè. Một bức tranh thiên nhiên phong cảnh nha. Bạn nào thích là có thể học để thêm nha. Bye bye các bạn. Hello hello, xin chào các bạn nha. Hello 1234. Hôm trước là mình đã hướng dẫn cho các bạn là vẽ tranh phong cảnh quê hương nha các bạn, chủ đề đề tài quê hương nha. Thì trong video lần này là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vẽ tranh. Vẽ tranh là đề tài khác nha các bạn, không phải đề tài quê hương, mà vẽ tranh về chủ đề là thiên nhiên nha. Đó. Tranh về chủ đề thiên nhiên nha các bạn. Rồi. Đầu tiên là mình sẽ vẽ về mấy cái cây nha. Thiên nhiên là phải có cái cây cối đúng không? Rồi mình sẽ chia ra. Bên này là những cái rừng cây cao nè, to nè. Đó, vẽ dưới cây cổ thụ. Đây, này bức tranh này mình sẽ vẽ dưới cây cổ thụ to nha. Đây, đó. Cái cây cổ thụ này cây to nha, mình sẽ chia ra ở dưới đây là trong rừng là sẽ có một cái dòng suối nha. Đây, dòng suối đây, cái cây này bên suối nè. Rồi bên những bí suối thì nó sẽ có những cái cây cỏ nha. Đó, cây cỏ mọc quanh bìa suối. Suối là có những cây cỏ mọc bay nha. Đó, suối là có nước này. Rồi suối có nước thì nó sẽ có mấy con cá. Sẽ có một vài con cá nha. Đây. À, suối nó có mấy con cá bơi dưới suối nè. Bên này là sẽ có những cái bụi hoa. Nó sẽ có những cái hoa. Đây là con đường. Đường quanh suối. Thì có những cái hoa mọc đây.
là thiên nhiên nha, có rừng nè, có cây nè, có hoa nè, có cỏ nè, có cá nè đó. Rồi trên bầu trời thì có mấy con chim bay nè. Trong thiên nhiên phong cảnh nha, bạn nào thích là có thể học để theo nha. Bye bye các bạn. Hello hello, xin chào các bạn nha. Hello 1 2 3 4. Hôm trước là mình đã hướng dẫn cho các bạn là vẽ tranh phong cảnh quê hương nha các bạn. Chủ đề đề tài quê hương nha. Thì trong video lần này là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vẽ tranh. Vẽ tranh là đề tài khác nha các bạn, không phải đề tài quê hương, mà vẽ tranh về chủ đề là thiên nhiên nha. Đó. Tranh về chủ đề thiên nhiên nha các bạn. Rồi. Đầu tiên là mình sẽ vẽ về mấy cái cây nha. Thiên nhiên là phải có cái cây cối đúng không? Rồi mình sẽ chia ra. Bên này là những cái rừng cây cao nè, to nè. Vẽ dưới cây cổ thụ. Đây. Bên này bức tranh này mình sẽ vẽ dưới cây cổ thụ to nha. Đây. Đó. Cái cây cổ thụ này cây to nha. Mình sẽ chia ra dưới đây là trong rừng là sẽ có một cái dòng suối nha. Đây dòng suối, đây cái cây này bên suối nè. Rồi bên những bí suối thì nó sẽ có những cái cây cỏ nha. Đó. Cây cỏ mọc quanh bìa suối. Suối là có những cây cỏ mọc bay nha. Đó, suối là có nước nè. Rồi suối có nước thì nó sẽ có mấy con cá. Sẽ có một vài con cá nha. Đây. Đó, suối nó có mấy con cá bơi dưới suối nè. Bên này là sẽ có những cái bụi hoa. Nó sẽ có những cái hoa. Là con đường. Đường quanh suối. Thì có những cái hoa mọc đây.
con đường. Là thiên nhiên nha, có rừng nè, có cây nè, có hoa nè, có cỏ nè, có cá nè, đó. Rồi trên bầu trời thì có mấy con chim bay nè. Đây là bức tranh thiên nhiên phong cảnh nha. Bạn nào thích là có thể học kỹ thêm nha. Bye bye các bạn. Xin chào các bạn nha. Hello 1234. Đây. Hôm trước là mình đã hướng dẫn cho các bạn là vẽ tranh phong cảnh quê hương nha các bạn. Chủ đề đề tài quê hương nha. Thì trong video lần này là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vẽ tranh. Vẽ tranh là đề tài đề tài khác nha các bạn, không phải đề tài quê hương, mà vẽ tranh về chủ đề là thiên nhiên nha. Đó. Vẽ tranh về chủ đề thiên nhiên nha các bạn. Sẽ chia ra bên này là những cái rừng cây cao nè, to nè, đó để dưới cây cổ thụ. Bên này bức tranh là mình sẽ vẽ những cây cổ thụ to nha. Đây. Cái cây cổ thụ này cây to nha, mình sẽ chia ra ở dưới đây là trong rừng là sẽ có một cái dòng suối nha. Đây dòng suối, đây cái cây này bên suối nè, rồi bên những bí suối thì nó sẽ có những cái cây cỏ nha. Đó. Cây cỏ mọc quanh bìa suối. Suối là có những cây cỏ mọc bay nha. Đó, suối là có nước này. Rồi suối có nước thì nó sẽ có mấy con cá. Okay.
có mấy con cá bơi dưới suối nè. Ở bên này là sẽ có những cái bụi hoa. Nó sẽ có những cái hoa. Đây là con đường. Đường quanh suối. Thì có những cái hoa mọc đây. Thiên nhiên nha, có rừng nè, có cây nè, có hoa nè, có cỏ nè, có cá nè, đó. Rồi trên bầu trời thì có mấy con chim bay nè. Một bức tranh thiên nhiên phong cảnh nha. Bạn nào thích là có thể học để theo nha. Bye bye các bạn. Xin chào các bạn nha. Vô 124. Đây. Hôm trước là mình đã hướng dẫn cho các bạn là vẽ tranh phong cảnh quê hương nha các bạn. Chủ đề đề tài quê hương nha. Thì trong video lần này là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vẽ tranh. Vẽ tranh là đề tài đề tài khác nha các bạn, không phải đề tài quê hương, mà vẽ tranh về chủ đề là thiên nhiên nha. Đó. Vẽ tranh về chủ đề thiên nhiên nha các bạn. Sẽ chia ra. Bên này là những cái rừng cây cao nè, to nè, đó, vẽ dưới cây cổ thụ. Đây. Bên này bức tranh này mình sẽ vẽ dưới cây cổ thụ to nha. Đây. Cái cây cổ thụ này cây to nha. Mình sẽ chia ra dưới đây là trong rừng là sẽ có một cái dòng suối nha. Đây dòng suối đây, cái cây này bên suối nè. Rồi
Và những bí suối thì nó sẽ có những cái cây cỏ nha. Đó. Cây cỏ mọc quanh bìa suối. Suối cá nước thì nó sẽ có mấy con cá. Suối nó có mấy con cá bơi dưới suối nè. Bên này sẽ có những cái bụi hoa. Nó sẽ có những cái hoa. Là con đường. Đường quanh suối. Thì có những cái hoa mọc đây. Thiên nhiên nha, có rừng, có cây nè, có hoa nè, có cỏ nè, có cá nè, đó. Rồi trên bầu trời thì có mấy con chim bay nè. Đây là bức tranh thiên nhiên phong cảnh nha. Bạn nào thích là có thể học để thêm nha. Bye bye các bạn. Xin chào các bạn nha. Hello 1234. Đây. Hôm trước là mình đã hướng dẫn cho các bạn là vẽ tranh phong cảnh quê hương nha các bạn. Chủ đề đề tài quê hương nha. Thì trong video lần này là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vẽ tranh. Vẽ tranh là đề tài đề tài khác nha các bạn, không phải đề tài quê hương, mà vẽ tranh về chủ đề là thiên nhiên nha. Đó. Vẽ tranh về chủ đề thiên nhiên nha các bạn. Đầu tiên là mình sẽ vẽ
về mấy cái cây nha. Thiên nhiên là phải có cái cây cối đúng không? Rồi mình sẽ chia ra. Bên này là những cái rừng cây cao nè, to nè. Đó, vậy dưới cây cổ thụ. Bên này bức tranh là mình sẽ vẽ mấy cây cổ thụ to nha. Đây. Cái cây cổ thụ này cây to nha, mình sẽ chia ra ở dưới đây là trong rừng là sẽ có một cái dòng suối nha. Đây, dòng suối đây, cái cây này bên suối nè. Rồi bên những bí suối thì nó sẽ có những cái cây cỏ nha. Đó, cây cỏ mọc quanh bìa suối. Suối là có những cây cỏ mọc đây nha. Đó, suối là có nước này. Rồi suối có nước thì nó sẽ có mấy con cá. Sẽ có một vài con cá nha. Đây. À, suối nó có mấy con cá bơi dưới suối nè. Bên này là sẽ có những cái bụi hoa. Nó sẽ có những cái hoa. Đây là con đường. Đường bên suối. Thì có những cái hoa mọc đây. Đây, cái hoa mọc với các bạn mọc xung quanh con đường. Thiên nhiên nha, có rừng mà có cây nè, có hoa nè, có cỏ nè, có cá nè, đó. Rồi trên bầu trời thì có mấy con chim bay nè. Một bức tranh thiên nhiên phong cảnh nha. Bạn nào thích là có thể học vẽ theo nha. Bye bye các bạn.
các bạn nha. Dương 1, 2, 3, 4. Hôm trước là mình đã hướng dẫn cho các bạn là vẽ tranh phong cảnh quê hương nha các bạn. Chủ tài đề tài quê hương nha. Thì trong video lần này là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vẽ tranh. Vẽ tranh là đề tài khác nha các bạn, không phải đề tài quê hương. Mà vẽ tranh về chủ đề là thiên nhiên nha. Đó. Tranh về chủ đề thiên nhiên nha các bạn. Rồi. Đầu tiên là mình sẽ vẽ về mấy cái cây nha. Thiên nhiên là với các cái cây cối đúng không? Rồi mình sẽ chia ra. Bên này là những cái rừng cây cao nè, to nè. Đó, vẽ dưới cây cổ thụ. Đây, bên này bức tranh này mình sẽ vẽ dưới cây cổ thụ to nha. Đây, đó. Cái cây cổ thụ này cây to nha. Mình sẽ chia ra dưới đây là trong rừng là sẽ có một cái dòng suối nha. Đây, dòng suối đây, cái cây này bên suối nè. Rồi bên những mí suối thì nó sẽ có những cái cây cỏ nha. Đó, cây cỏ mọc quanh bìa suối. Suối là có những cây cỏ mọc bay nha. Đó, suối là có nước nè. Rồi suối có nước thì nó sẽ có mấy con cá. Sẽ có một vài con cá nha. Đây. Đó, suối nó có mấy con cá bơi dưới suối nè. Bên này là sẽ có những cái bụi hoa. Nó sẽ có những cái hoa. Là con đường. Đường quanh suối. Thì có những cái hoa mọc đây. Cái này có hoa mọc với các bạn, mọc xung quanh con đường.
thiên nhiên nha, có rừng nè, có cây nè, có hoa nè, có cỏ nè, có cá nè đó. Rồi trên bầu trời thì có mấy con chim bay nè. Trong thiên nhiên phong cảnh nha, bạn nào thích là có thể học để thêm nha. Bye bye các bạn. Hello hello, xin chào các bạn nha. Hello 1234. Hôm trước là mình đã hướng dẫn cho các bạn là vẽ tranh phong cảnh quê hương nha các bạn, chủ đề đề tài quê hương nha. Thì trong video lần này là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vẽ tranh. Vẽ tranh là đề tài khác nha các bạn, không phải đề tài quê hương, mà vẽ tranh về chủ đề là thiên nhiên nha. Đó. Tranh về chủ đề thiên nhiên nha các bạn. Rồi. Đầu tiên là mình sẽ vẽ về mấy cái cây nha. Thiên nhiên là phải có cái cây cối đúng không? Rồi mình sẽ chia ra. Bên này là những cái rừng cây cao nè, to nè. Đó, vẽ dưới cây cổ thụ. Đây, bên này bức tranh là mình sẽ vẽ dưới cây cổ thụ to nha. Đây, đó. Cái cây cổ thụ này cây to nha, mình sẽ chia ra ở dưới đây là trong rừng là sẽ có một cái dòng suối nha. Đây, dòng suối đây, cái cây này bên suối nè. Rồi bên những bí suối thì nó sẽ có những cái cây cỏ nha. Đó, cây cỏ mọc quanh bìa suối. Suối là có những cây cỏ mọc bay nha. Đó, suối là có nước này. Rồi suối có nước thì nó sẽ có mấy con cá. Sẽ có một vài con cá nha. Đây. Đó, suối nó có mấy con cá bơi dưới suối nè. Bên này là sẽ có những cái bụi hoa. Nó sẽ có những cái hoa. Đây là con đường. Đường quanh suối. Thì có những cái hoa mọc đây.
hợp học với các bạn một số con đường. Thiên nhiên nha, có rừng nè, có cây nè, có hoa nè, có cỏ nè, có cá nè, đó. Rồi trên bầu trời thì có mấy con chim bay nè. Một bức tranh thiên nhiên phong cảnh nha. Bạn nào thích là có thể học để theo nha. Bye bye các bạn. Xin chào các bạn nha. Vô 124. Đây. Hôm trước là mình đã hướng dẫn cho các bạn là vẽ tranh phong cảnh quê hương nha các bạn. Chủ đề đề tài quê hương nha. Thì trong video lần này là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vẽ tranh. Vẽ tranh là đề tài đề tài khác nha các bạn, không phải đề tài quê hương, mà vẽ tranh về chủ đề là thiên nhiên nha. Đó. Vẽ tranh về chủ đề thiên nhiên nha các bạn. Chia ra bên này là những cái rừng cây cao nè, to nè, đó, vẽ dưới cây cổ thụ, đây, bên này bức tranh này mình sẽ vẽ dưới cây cổ thụ to nha, đây. Cái cây cổ thụ này cây to nha, mình sẽ chia ra dưới đây là trong rừng là sẽ có một cái dòng suối nha, đây dòng suối, đây cái cây này bên suối nè, rồi bên những bí suối thì nó sẽ có những cái cây cỏ nha, đó. Cây cỏ mọc quanh bìa suối. Suối là có những cây cỏ mọc bay nha. Đó, suối là có nước nè. Rồi suối có nước thì nó sẽ có mấy con cá. Sẽ có một vài con cá nha.
bờ dưới suối nè. Bên này là sẽ có những cái bụi hoa. Sẽ có những cái hoa. Là con đường. Đường quanh suối. Thì có những cái hoa mọc đây. Thiên nhiên nha, có rừng, có cây nè, có hoa nè, có cỏ nè, có cá nè, đó. Rồi trên bầu trời thì có mấy con chim bay nè. Đây là bức tranh thiên nhiên phong cảnh nha. Bạn nào thích là có thể học kỹ thêm nha. Bye bye các bạn. Xin chào các bạn nha. Hello 1234. Đây. Hôm trước là mình đã hướng dẫn cho các bạn là vẽ tranh phong cảnh quê hương nha các bạn. Chủ đề đề tài quê hương nha. Thì trong video lần này là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vẽ tranh. Vẽ tranh là đề tài khác nha các bạn, không phải đề tài quê hương.